Hello, xin chào các bạn đam mê bộ môn câu lua cá lóc nhá. Hôm nay shop của mình xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm có tên gọi là combo lua cá lóc super. Đây là một cái combo lua sử dụng để câu cá lóc lớn, cá lóc bông, cá chẽm bự, rồi cá nheo, những loại cá Hugo mọi người nhá. Các sản phẩm này thì gồm có là một chiếc cần lua hai ngọn và một chiếc máy thép và dù tô man cuốn sẵn và một con nhái hơi và một chiếc túi có chiều dài là 1m1 để nó sẽ đựng gọn một chiếc cần câu có size là 2m1. Đây là một chiếc cần câu có hàm lượng carbon rất là cao, độ cứng cực kỳ khỏe mọi người nhé. Các bạn mà lua tốc độ thì khá là phù hợp. Các bạn thấy cái sản phẩm này đẹp thì các bạn hãy liên hệ tới shop mình theo số Zalo trong video này nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ khám phá chi tiết với combo này nhé. Đây các bạn thấy chiếc cần lua này thì nó có hai đọt. Ở đây thì đọt chúng ta thấy là đọt M và ML. Đấy, đọt này thì nó cứng nhưng mà cũng rất là nảy mọi người nhé. Chiếc cần lua này mình sẽ uốn cho mọi người xem đây. Đó, rất là cứng mọi người nhé. Đấy. Trong video quảng cáo của sản phẩm này thì nó có một chiếc ô tô gọi là ô tô con đằn ngang qua còn không có vấn đề xi nhê gì cả mọi người nhá. Và chiếc máy lua này thì bằng thép nên lua khá là êm mọi người nhá, rất là êm này. Đấy, khi lua không tạo tiếng động này. Đấy, quay rất là mượt mà mọi người nhá. Sản phẩm này thì bên shop mình đang bán hiện tại với giá là 850k bao ship toàn quốc mọi người nhá. Các bạn mà thấy sản phẩm này phù hợp thì các bạn hãy nhanh tay liên hệ nhá. Ở shop của mình thì đã quảng cáo sản phẩm thì luôn luôn là có tính chất thực rất là cao mọi người nhá. Các bạn đi mua sản phẩm ở trên Shopee hay là những cái trang mạng mà các bạn rất dễ bị hớ về những cái sản phẩm có thể là quảng cáo nhưng mà không có thật, hay là chiều dài thì quảng cáo là 2m1 thì các bạn không được nhận đúng size cần như mọi người mong muốn. Ở bên shop của mình đã quảng cáo là có thật mọi người nhé, quảng cáo đến đâu thì bán đến đó, không bao giờ bán sai một cái sản phẩm trong video này mọi người nhé. Chiếc cần lua này thì nó có cái độ thẳng rất là tuyệt đối mọi người nhé. Từ chiếc cần lua này chúng ta duỗi chiếc cần dắt vào cái khúc này thì nó thẳng tắp luôn mọi người, không có cái độ lệch một chút nào mọi người. Nói về độ chính xác thì chiếc cần lua này khá là hoàn chỉnh và coi như hoàn mỹ mọi người nhé. Ren vặn thì khá là êm ái mọi người. Ở đây thì thiết kế những cái vòng thép rất là chắc chắn mọi người nhé. Đấy, chất liệu cực kỳ tốt mọi người nhé. Hàm lượng carbon trong này rất là cao mọi người. Nó có tên gọi là super bởi vì nó như một cái siêu nhân mọi người. Đấy, siêu nhân lua mọi người nhé. Quá là khỏe luôn mọi người nhé. Chiếc bao cần này khá là đẹp mọi người. Chiếc có thể đựng, các bạn có thể đựng được ba chiếc cần lua mọi người nhé. Những chiếc cần lua mà một hai ngọn các bạn đựng được rất nhiều cần mọi người. Bạn có thể đựng thêm phụ kiện một đây. Đấy, rộng rãi thoải mái mọi người nhé. Đấy, các bạn đẩy căng vào đây cũng đựng ba chiếc cần lua, rất là tiện lợi, di chuyển dễ dàng. Combo này rất là nhẹ mọi người. Chiếc cần lua này thì với tải trọng bao gồm cả hai đọt này, nó có tải trọng tầm khoảng cỡ 180g với hai ngọn và một chiếc cần. Đấy, quá là nhẹ mà khỏe nữa mọi người nhé. Ở bên shop mình hiện tại bán rất là nhiều sản phẩm qua Facebook của mọi người. Hiện tại trên YouTube ngày hôm nay thì mình lần đầu tiên mình công bố video về một cái combo lua cực chất để gửi tới mọi người đam mê bộ môn câu lua cá lóc. Bạn nào đang có ý định mua một bộ câu lua cá lóc mà chuẩn, mà đánh cứng, sướng, đánh tốc độ, đánh bạo lực thì hãy liên hệ tới shop của mình để chúng ta sở hữu ngay combo này nhá. Và combo này thì lắp dù tô man cực kỳ tốt và khỏe đó mọi người nhá. Này, dù tô man này thì hiện tại là đang lắp một cái loại dù tô man chính hãng rất là chắc và bền mọi người. Và nhái 3D đây thì đi kèm theo khuyến mại mọi người nhá. Các bạn mà muốn mua thêm bất cứ sản phẩm nào bên shop của mình, các bạn hãy liên hệ là mua thêm linh kỳ thẻo hay là cước hay dù nhái đều có cả mọi người nhá. Các bạn sau khi mua thì có thể được khuyến mại thêm một số sản phẩm khác bên shop mình đang có, hạn như linh rồi chì mình sẽ có tặng kèm theo mọi người nhé, có tặng theo cả leader nữa. Các bạn có thể là liên hệ với mình, leader của mình rất là đẹp mọi người nhé. Mình tự làm một cái leader, các bạn xem trên kênh của mình các bạn thấy rồi, cái leader của bên shop mình làm rất là chất lượng và đẹp, rất là lạ nữa, tiện lợi. Máy câu này thì các bạn có thể liên hệ sử dụng loại máy câu 3.000 hay 4.000 tùy mọi người nhé, không lệch giá nhau bao nhiêu. Tất cả combo chỉ gói gọn trong 850k bao ship tận nhà mọi người nhá. Đấy, các bạn nào mà thường xuyên đánh những chiếc cần size M thì sau khi mà các bạn sử dụng những loại cần câu như bên shop của mình đang quảng cáo đây thì các bạn sẽ chắc chắn sẽ có cái sự khác biệt hoàn toàn mọi người. Cần cứng, nảy, ném rất là xa mọi người nhá. Câu rất là đã. Trong quá trình mà các bạn cá táp các bạn chật không có một đề gì phải suy nghĩ cả. Nó quá yên tâm với một chiếc cần câu lua mà đã bỏ tiền ra 850k thì các bạn biết đấy, nó phải đảm bảo chất lượng cho mọi người. Không bao giờ có chuyện mà đưa ra một sản phẩm mà giá thì
cao, thì tuy nhiên là với người chơi chuyên nghiệp thì giá đó cũng không phải là cao lắm, bởi vì có những người sở hữu những chiếc cần câu lua đã có trị giá tới tận 2-3 triệu đồng một chiếc cần câu rồi. Còn mình thì bán một sản phẩm này thì nói chung là những bạn mà câu kiểu tập trung, những bạn đã từng câu lua đấy, thì các bạn nên sở hữu một sản phẩm có nó chất lượng hơn một chút. Bởi vì những bạn mới ban đầu thì có thể những bạn thì câu những cái sản phẩm chỉ có cái giá tầm khoảng cỡ 200k một combo, như loại combo sỏi đen này bây giờ bạn rất là nhiều mọi người nhé. Còn ở đây thì mình đang bán với cái sản phẩm 850k thì mình tin chắc là các bạn sẽ rất hài lòng với giá này. Mình bán rất là nhiều nơi rồi, các bạn phản hồi về rất là tích cực với sản phẩm như trong video này mọi người. Các bạn được trải nghiệm một cái sản phẩm và thực chung là khỏe mà nhẹ rẻ, giá nó quá phù hợp để chúng ta sở hữu một combo này. Nhiều anh chị là cũng bỏ tiền rất là nhiều, tuy nhiên là có những cái sản phẩm là không được ưng ý lắm, bởi vì có những cái cần câu thì khá là mềm. Bởi vì mọi người là khi đi mua hàng thì các bạn cũng chưa sành sỏi, cũng không biết độ cứng M hay là ML hay là MH như thế nào. Mình ở bên shop mình thì có những loại sai cần cũng có độ cứng MH, về chiều dài và chiếc cần lua thì các bạn có thể liên hệ với mình để chúng ta đặt hàng hay những sản phẩm có chiều dài như 1m8 hay là 2m4 mọi người nhé. Chiếc cần lua này nó tiện lợi rất là nhiều thứ mọi người, từ nhỏ gọn nhẹ nhàng này cho tới là đưa quá trình đưa cá vào bờ nó cũng rất là thuận lợi dễ dàng nữa. Ở những cái khu vực mà có những cái bụi rậm hay lùm cây nằm ở hai bên nách hay là sau lưng thì nó cũng rất là gọn gàng, nói chung là câu dạ chiến khá là phù hợp. Chiếc cần câu này thì nó thiết kế khá là đẹp đúng không mọi người, tay cầm xốp thì rơi khá là êm. Ở đây thì có một khúc cầm tay này khá là nhẹ gọn, cầm rất là mượt, nước sơn rất là đẹp mọi người nhá. Thiết kế ở đây là cảm giác rất là chắc chắn mọi người nhá. Chất nhựa thì phải nói là vô đối rồi, nhìn chất nhựa này nó không bóng mà cũng không tối, không mờ, không xù xì, thì đây là một cái chất liệu cực kỳ chắc mọi người nhá. Nói chung là những cái thông tin thêm thì sản phẩm bên shop của mình thì các bạn có thể là liên hệ thêm với mình để chúng ta trao đổi hơn, nói chuyện dễ hơn về cái sản phẩm này mọi người nhé. Bây giờ thì mình sẽ duỗi chiếc cần câu này ra, mình dắt chiếc cần câu này ra, mình lắc thử cho mọi người xem cái độ cứng của nó nhé. Cứng nảy mọi người nhé, cần siêu cứng luôn đấy. Đấy, sau khi bạn duỗi ra các bạn thấy cái độ thẳng của nó gần như là tuyệt đối luôn mọi người, không cong, không vênh một chút nào luôn. Rất là nhiều chiếc cần câu có giá nó cũng ngang tầm này, cái bộ này nó sẽ bị cong mọi người, nhưng mà chiếc cần luôn cực kỳ thẳng tắp không mọi người. Và cái chiếc cần này cảm giác rất là sướng mọi người nhá, câu rất là nhẹ nhàng mọi người. Đây, bạn thấy chiếc cần nó cứng mọi người. Đấy, chúng ta khi mà chúng ta vẩy thì chiếc cần câu này nó sẽ rung lắc từ gốc, chuyển động đó tạo ra một cái đường rung thẳng mọi người, không bị cong cong kiểu nảy giống như chiếc cần gần rẻ mọi người. Đó, chiếc cần này thì nó cứng ở phần gốc này, cho tới ngang tầm 3 khúc sứ ở phía sau nó sẽ có một cái độ nảy một chút, nó thẳng, nó cứng lắm mọi người. Đấy, một lần nữa thì mình hy vọng qua video này các bạn hãy liên hệ nhanh tới shop của mình để chúng ta sở hữu một combo lua cực kỳ chất lượng, cực kỳ đẳng cấp và cực kỳ là sắc nét mọi người nhé. Mình hy vọng các bạn sẽ ủng hộ bên shop của mình dài. Đến đây thì mình cũng xin phép dừng lại video này. Hẹn gặp lại các bạn ở video và gặp lại một sản phẩm sắp tới nhé.